Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ThinkView. Hiện tại thì đang rất nhiều bạn sinh viên muốn mua cho mình một mẫu PC hay là một mẫu laptop để phục vụ cho năm học mới. Thì ngay trên bàn mình đây chính là một mẫu PC với mức giá chỉ 13 triệu đồng. Nhưng bên trong đó là một hệ thống tản nhiệt nước custom và hơn nữa là card đồ họa GTX 1050 Ti. Tản nước có hai dạng, một là all-in-one dễ dàng lắp đặt, hai là custom tuy phức tạp nhưng lại mang tính thẩm mỹ và sáng tạo cao. Để nắm được hiệu năng của tản nhiệt nước thì các bạn có thể click vào đây. Hệ thống tản nhiệt nước custom chính là đặc điểm nổi bật nhất của bộ PC này. Mặc dù nó chỉ là của Bisky thôi và nó không bao giờ có thể bằng được EK hay là BizPower, nhưng với 11 triệu đồng chưa tính ổ cứng thì đây lại là một món hời rất lớn đối với những bạn sinh viên không có hầu bao quá lớn. Toàn bộ hệ thống ống dẫn đều là ống cứng, bên trong là dung dịch làm mát màu đỏ, màu sắc được rất nhiều game thủ yêu thích. Máy bơm được tích hợp luôn vào bên trong tanh chứa nước. Trên đường ống còn có thêm một cánh quạt để các bạn có thể biết được máy bơm có đang hoạt động hay không. Mặc dù là giá rẻ nhưng radiator vẫn được sử dụng kích thước là 240mm, rất tốt. Có một điểm là mình không thích của hệ thống tản nhiệt này chính là nước sẽ bị đóng cặn sau thời gian sử dụng lâu, ảnh hưởng rất nhiều tới thẩm mỹ. Còn về vỏ cây thì đây là Ares Victoria V3, thiết kế gọn gàng, xung quanh được lắp khá nhiều quạt điều hòa gió, vừa làm cho cây thoáng mát vừa làm tăng thêm tính thẩm mỹ. Điểm qua về cấu hình thì bo mạch chủ được sử dụng là MSI H110M Pro VD Plus, thuộc dòng giá rẻ hỗ trợ tốt cho dòng vi xử lý Skylake và Kblake. Với một bo mạch chủ giá rẻ như vậy thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được gì nhiều về mặt công nghệ như là M2 hay là những tủ hóa âm thanh cao cấp. Còn vi xử lý được sử dụng là Pentium G4560 2x4 luồng 3.5GHz. Nó được coi là best hiệu năng trên giá thành trong phân khúc giá rẻ. Nếu các bạn hỏi mình là tại sao không dùng Core i3 thì thực sự vi xử lý Core i3 7100 nó chỉ mạnh hơn 13% so với G4560, nhưng mức chi phí chênh lệch là 1 triệu đồng thì nó thực sự là không đáng. Chỉ với vi xử lý này thì đã dư sức cho các bạn chơi game, kể cả những game offline nặng. Còn nếu như các bạn muốn dấn thân sang mảng stream thì nên nghĩ tới đầu tư một hệ thống Ryzen. Dung lượng RAM mặc định thì theo máy sẽ là 8GB, dư sức cho các bạn chơi game cơ bản, nhưng ở đây mình đã gắn thêm một cây 8GB nữa để quay phim cho đẹp. Tiếp theo là linh hồn đối với các game thủ, chính là MSI GTX 1050 Ti OCV1 Mini 4GB mạnh mẽ, tương đương với con GTX 960 mà mình đang sử dụng. Không cần thử thì mình cũng đoán được là nó sẽ chơi tốt tất cả các tựa game ở mức Medium hoặc là High Setting. Cuối cùng là trái tim, bộ nguồn Acebel Tora 420W, đủ sức gánh tiếp nếu như các bạn muốn nâng cấp thêm phần cứng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến đến mục đích chính của bộ cây này, chính là chơi game. Đầu tiên mình muốn thử ngay chính là Battleground, một tựa game khá hay và cũng khá ngốn phần cứng. Khi mình để thiết lập là Medium Setting và độ phân giải là Full HD thì FPS trung bình thu được vẫn có thể đạt là 45 FPS. Khá tốt nhưng để trải nghiệm mượt mà hơn thì các bạn nên hạ thiết lập về lâu. Đương nhiên hình ảnh sẽ không còn được đẹp mắt nữa, nhưng với 13 triệu đồng thì không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Còn với các tựa game online nhiều người chơi hiện nay thì mình đều thiết lập ở mức đồ họa tối đa trên độ phân giải là Full HD. Mức FPS trung bình ở tất cả các tựa game sẽ không làm bạn thất vọng vì toàn bộ đều trên 60 FPS. Đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại và CSGO gần đạt được 200. Còn với các tựa game offline vẫn có thể đáp ứng tốt mức thiết lập đồ họa là High Setting và độ phân giải là Full HD. Tuy nhiều tựa game không thể đạt được mức chuẩn là 60 FPS, nhưng nó vẫn cao hơn rất nhiều khi so với những mẫu laptop tầm trung từ 20-25 triệu. Nhiệt độ tỏa ra trong quá trình chơi game khá mát mẻ, CPU chỉ 50 độ còn GPU là 70 độ. Đối với một bộ tản nhiệt nước custom và vi xử lý không quá mạnh thì hiệu năng tản nhiệt như thế này là không quá cao. Tuy nhiên, đối với những bạn thích màu mè thì vẫn có thể chấp nhận được. Xét về giá thành, nếu như các bạn build một mẫu PC như thế này mà chưa tính tản nhiệt nước thì các bạn sẽ mất khoảng tầm hơn 10 triệu chưa tính ổ cứng. Đối với những bạn ưu tiên hiệu năng thì có thể bỏ ra 13 triệu đồng và bỏ luôn đi hệ thống tản nhiệt nước thì có thể build cho mình một hệ thống sử dụng vi xử lý Intel Core i5 mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó sẽ không được mát mẻ và đẹp mắt như thế nữa. Sau vài ngày sử dụng nó chỉ để phục vụ nhu cầu chơi game, giải trí thì thực sự nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được đề ra của mình. Nhưng khi stream thì nó lại giật và lag khá là nhiều. Mình phải hạ thiết lập xuống mức medium hoặc là low setting thì mới có thể stream được. Mình đánh giá cao về bộ PC này của Anfat bởi vì họ đã tối ưu rất tốt những linh kiện phần cứng cũng như là tích hợp vào bên trong đó là một hệ thống tản nhiệt nước custom cực kỳ mát mẻ. Ngoài phục vụ nhu cầu chơi game thì nó còn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ là trang trí. Những ông bạn của mình lần đầu tiên nhìn vào bộ cây này thì câu nhận xét đầu tiên là: "Uầy, đẹp thế, xịn thế." Đối với những bạn sinh viên năm nhất muốn mua cho mình một mẫu PC mới thì mình sẽ recommend cho các bạn về mẫu PC này. Thực sự thì vi xử lý G4560 không quá mạnh, nhưng trong thời gian tới các bạn có thể nâng cấp thêm vi xử lý Core i5, Core i7 một cách dễ dàng.
Liệu đây có phải là sự lựa chọn của các bạn không? Thì hãy comment phía bên dưới và đừng quên theo dõi fanpage của ThinkView để cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Cảm ơn Alphard PC đã tài trợ sản phẩm cho video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.